Và đến tiếp tục chương trình Thái Dương cùng Phụ Thân sẽ gửi đến cô chú anh chị một bài tân cổ được mang tên Quán Nửa Khuya của sinh giả Diễn Châu. Xin mời cô chú anh chị cùng thưởng thức. Quanh mặt nhìn xa sương rơi mờ mịt quán lạnh dài khuya nay vàng nhạt bóng trăng gầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trở lại Nha Trang với Thùy Dương Cát Trân. Anh trở lại Long Hồ thăm chợ Trường An. Sống mấy tuần lục quần là tôi hồng tàn rượu dừa cạn chén. Qua khuya buồn có hai kẻ sắp chia tay. Bao giờ tôi gặp lại anh lần nữa thọ ấy thành đã qua. Xin cảm ơn rất là nhiều.